nhờ em hát em hò nha. Đó. Nói mai rồi. Rồi. Con hát không đi. Vậy hả? Đó. Cô hai chuẩn bị đi sớm chỗ khác nữa. Rồi cho cô hai vui chút. Rồi đi. Thì cậu. Trời trời làm gì con? À, kính thưa quý vị, hôm nay Tuấn Vĩ lại vô để thăm gia đình của bé Phúc và Thắm Mai, được mệnh danh là gia đình ăn không khí. À, cái tướng đi của con đã quá ha. À, cái tướng đi phải nói là cậu mới thấy ạ. Xin chào. Đèn tên tên. Ừ, nhà mình hôm nay nuôi chó hả? Mới nuôi hay sao vậy? Ở dưới cậu ơi, chó có gì mấy á. Vậy hả? Có đâu anh chị. Rồi, ai nằm vậy? Con nó ăn là chó mà nhau gì đó. Ai nằm đó? Mẹ con. Ủa mẹ sao nằm vậy? Mẹ con có bệnh mấy ngày nay. Vậy hả? Dạ. Nè cậu mua trà bông nè, hôm nay cậu. Cậu lên mẹ cậu vô mẹ. Nay cậu mua quá trời luôn nè. Dạ, cảm ơn cậu mua vậy con mừng rồi con không có nói vậy chưa. Kỳ trước là con dạ. Con cần trà bông đúng không? Dạ, dạ, dạ. Đây, cậu mua ở trong siêu thị là hết 539 ngàn. Dạ dạ. Ừ. Coi như 500 đi. Rồi ngồi chứ mặt ơi, mẹ đâu mẹ. Mẹ. Phúc con khỏe không? Khỏe rồi. Vậy hả? Sao kỳ này con ốm quá vậy con? Hôm nay ăn mì. Hả? Ông ăn mì nhai. Vậy hả? À. Con ra con la con chó rồi, nói nó nín. Đúng đúng rồi. Để ghế đây nè con. Vậy, 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 con lan chó coi. Con nói nó nín. Đúng rồi. Để đó đi con, để bên đó. Ừ. Rồi rồi. Okay. Mẹ bệnh sao vậy? Ngồi đó con. Mẹ có bị bị mưa. À dầm mưa hả? Dạ. Dạ con nhỏ này con ngồi đây nè, ngồi đây nè. Ngồi ghế này ngồi đây, ngồi đây đi. Ừ. Mai con ngồi đây này. Lấy trái cây. Ừ. Quên nữa, Phúc ngồi gần đây này, mình ăn trái cây. Cậu có trái cây kìa. Có trái cây người ta cho đó. Rồi cậu rồi con ngồi đó đi. Ngồi đó. Rồi. Không như khỏe không? Dạ khỏe rồi, bữa nay hết bệnh rồi. À hết bệnh hả? Dạ, nay đỡ nhiều rồi. À đỡ nhiều rồi hả? Dạ dạ dạ. Ủa con bệnh hả? Dạ. Chạy sao? Chị hai bệnh sao vậy? À bị cảm cúm á hả? Dạ cúm đó rồi nó dài cái chết thuốc cũng hơi đỡ đỡ rồi. À chết thuốc hơi đỡ đỡ rồi hả chị? Dạ. Dạ. Nay thì em vô thăm gia đình mình bởi vì em đi thiện nguyện dưới này này. Dạ. Có mấy cái hoàn cảnh ở đây. Dạ. Thì em vô thăm rồi em có trao tiền của Mạnh Thường Quân có gửi cho mình á. Dạ. Dạ. Thì để em gửi chị nè, để chị em gửi đây là một dạ. Rồi, dạ. Chị cũng đi dạ. Cho bồi dưỡng em ơi. Dạ. Chị lên xuống rồi chị có mệt quá. Dạ. Chị bệnh là bữa 28, 29, mùng 1, mùng 2, bữa nay là 5 bữa rồi. Vậy hả? Ừ. Ủa chó này mình mới nuôi hay sao nó sủa quá vậy chị hai? Dạ, ở dưới bà già bệnh, bà hấp hối rồi, rồi mới về trên nhà. À vậy đó ha. Bây giờ là con cái chị Năm nó có kêu nó là dì hai ơi bà ngoại hấp hối rồi dì hai đúng không? Thì chị nói là chị xây sẫm mặt này chị không thấy đường nào dưới được. Chị cũng gắng khỏe khỏe rồi chị cũng xuống thăm bà già. Dạ. Cái sao giờ tại vì chị bệnh dạ. Không có xuống được. Dạ dạ. Cháu cũng thông cảm cho Phúc, thì... con ra con la chó coi. Con ra nó con la nó biểu nó nín đi. Đừng dạ. Đừng sủa nữa. Dạ. Nó sủa quá. Bởi vì bà già nó hấp hối vẻ đau là cũng mấy bữa rồi cũng chung với chị đó mà cậu hai. Dạ. Rồi bà già mới bị vậy rồi chị cũng đau rồi chị không có đi xuống dạ. Được á. Dạ. Rồi sao rồi con la nó chưa?
Không, nghe không? Con nói làm sao? Nói nè, mẹ na, nhổ cái nữa. Ông éo hớt, hớt cái mỏ mẹ á. Cái gì? Hớt cái mỏ. Hớt cái mỏ á. À. Nó hớt cái mỏ, nó nói cậu nghe không rõ. À, ý là con nói nó, nếu con nó la nữa là con hớt cái mỏ nó hả? Không. À, rồi con lấy cái gì con hớt? Em hớt luôn, hớt mỏ luôn. Thôi hàng ngày vậy. Lấy gì hớt con? Lấy cái gì hớt mỏ nó? Cậu hai hỏi con lấy cái gì hớt cái kéo. Cái kéo quá. Cái kéo hả? Ừ, hớt hớt. Kéo quá, lấy kéo quá, hớt mỏ. À, tội nghiệp nó vậy. À, vậy gì hai? À, đây là 1.000.000 đồng em thay mặt cho Mạnh Thường Quân để gửi cho chị hai. Dạ. Thì để em đọc tên của Mạnh Thường Quân. Còn dạ. Còn có 500.000 này là của con, của Phúc. Dạ. Đây, đây 500.000 dạ. Nha con nha. Dạ, dạ. À, rồi hồi nữa con về con đưa cho mẹ nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi mẹ mua đồ ăn rồi này kia cho con ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Cậu đem chứ dưới thì cho nhỏ em đi. Không biết cậu đi. Dạ dạ thôi được rồi, cái nó cứ cầm xuống liền. À đưa cho mẹ là xuống liền đúng rồi. Đưa cho mẹ đàng hoàng, nói là cậu hai gửi cho con. Rồi. Chị à, cái tiền này thì em đọc của tên Mạnh Thường Quân để gửi cho mình đó. Dạ. Là của em Huyền 500.000. Dạ. Chị Lê Ngọc, chị Nguyễn Tùng 1.000.000. Dạ. À của Quang Nhiều. Dạ. 1.000.000. Dạ. Thì tổng cộng là 2.500.000. Dạ. 2.500.000 đó thì cho Phúc 500. Dạ. Và mua trà bông hết 500. Dạ. Thì còn lại là đưa cho chị 1.000.000. Dạ. Đó. À, chị hai cho em hỏi cái. Dạ. Là vừa rồi cũng có mấy người xuống đây cúng cho thắm này kia ha. Dạ. Dạ. Cúng cho thắm rồi cúng cho gia đình mình ha. Dạ. Thì cho em hỏi nè, cái từ mà từ YouTuber là chị có biết YouTuber là gì không? Không, chị không biết nữa. À. Chị không biết cái chuyện đó. À, chị không có biết YouTuber là gì đúng không hả chị? Dạ. Rồi. À. Đó thưa quý vị, thì lý do tôi bị hỏi chị hai có biết YouTuber hay không? Vì lý do là cách đây cái tuần trước đó thì có một YouTuber xuống ghi nhận gia đình của dì hai. Thì sau đó cái YouTuber đó hỏi chị hai là đã có YouTuber nào tới quay chưa. Thì chị hai trả lời là chưa. Thì mọi người trách chị hai là nói lý do sao mà đã có Tuấn Vĩ xuống ghi nhận mà lại nói là chưa có ai. Thì mọi người trách xong rồi cũng có rất là nhiều người chụp hình này kia gửi tới cho Tuấn Vĩ là và gửi cái video đó cho Tuấn Vĩ coi. Thì Tuấn Vĩ nghe cái từ YouTuber một cái là Tuấn Vĩ biết liền là chị hai không biết cái từ YouTuber là gì. Đúng không chị hai? Dạ. Dạ. Nói là chị cũng không biết. Chị dạ. Không. Bây giờ em giải thích cho chị hai hiểu nè. Rồi. Em quay như vậy là em đăng lên YouTube. Dạ. Thì một số người thì gọi nước ngoài đó. Nước ngoài thì người ta gọi những người đó là những người làm công tác là YouTuber. Dạ. Đó. Thì là có người trách dì hai là nói tại sao có YouTuber là Tuấn Vĩ tới quay rồi mà dì hai nói chưa có ai. Thì Tuấn Vĩ không có trách dì hai bởi vì là chị hai đâu có biết YouTuber là gì. Dạ. Dạ. Ví dụ người ta hỏi là có ai tới quay chưa thì chắc là dì hai biết đúng không? Chị hai biết đúng không? Tại nói chuyện như vậy YouTuber á. Dạ. Chị hai không biết cái đó. Dạ. Chị hai cũng dạ, dạ. Cũng nhận lỗi với em cũng thông cảm gì không thật, cái gì cho đó chị cũng không biết cái dạ. Chuyện đó. Ý em đang nói ở đây á. Rồi. Ý em đang nói ở đây là nói cho khán giả biết là đừng có dạ. Trách chị hai tội nghiệp. Dạ. À, đừng có trách chị hai tội nghiệp chứ bởi vì cái từ YouTuber là chị hai không có biết YouTuber là dạ. Gì. Cho nên là cái em đó, cái em mà quay chị hai đó nói rằng là chị hai tham lam rồi là xảo quyệt này kia thì Tuấn Vĩ thấy mọi người chụp comment tới là em đó nói như vậy thì Tuấn Vĩ cũng xin đính chính lại là rằng thế này là tất cả chúng ta đều là mong muốn giúp được gia đình, mong muốn giúp gia đình bởi vì thật sự mà nói là quý vị biết không, Tuấn Vĩ đến đây là Tuấn Vĩ đến ngay từ đầu cái khi mà gia đình đang còn có những cái mà
mà củi rồi này kia chất đầy nhà. Dạ. Có nghĩa là lúc đó gia đình mình chưa có thay da đổi thịt, chưa có thay đổi cái diện mạo như bây giờ. Dạ. Có nghĩa là đến những ngày đầu tiên, Tuấn Vĩ là người đầu tiên quay gia đình của chị Hai. Dạ. Thì Tuấn Vĩ thấy rằng là trong gia đình không có ai có sức lao động hay là không có ai có trí khôn cả. Dạ. Một cộng một mà còn chưa biết bằng mấy nữa. Dạ. Có lần Tuấn Vĩ đố chị Hai một cộng một, chị Hai không biết bằng mấy. Dạ. Thì hỏi rằng là nói cái từ YouTuber thì làm sao mà người ta hiểu được. Dạ. Cho nên tất cả chúng ta ở đây ai cũng có mong muốn là giúp được gia đình. Chứ đừng có trách chị Hai tội nghiệp, mà cũng đừng có nói là chị Hai tham lam, là nói là có người tới quay rồi mà chị Hai nói không biết, không có YouTuber nào tới. Thì vì lý do là chị Hai không biết YouTuber là gì. Đó, cho nên là đừng có trách chị Hai nữa nha quý vị nha. Tuấn Vĩ xin đính chính cái việc này là việc người thật việc thật. Và Tuấn Vĩ thì tôn trọng cái thật, cái nào thật là Tuấn Vĩ rất tôn trọng. Còn mà cái mà ví dụ như là vì một lý gì, do gì đó mà gian dối hoặc là bịa chuyện hoặc này kia là Tuấn Vĩ không có thích. Đó, cho nên là sợ khán giả người ta hiểu lầm, người ta không có giúp gia đình nữa. Thì thật sự mà nói là Tuấn Vĩ thì chỉ e ngại vấn đề đó thôi. Bởi vì gia đình mình không có ai lao động cả, không có ai lao động được để mà kiếm tiền cả. Thì chúng ta là những người lành lặn hơn, với mục tiêu là giúp đỡ gia đình. Còn nếu không giúp đỡ được gia đình thì cũng đừng có gieo những cái tiếng xấu hay là gieo những cái điều mà không tốt cho gia đình, rồi mất gia đình, mất đi cái quyền lợi và mất đi cái sự được hỗ trợ đó quý vị. À, nếu mà khán giả không thiện cảm, các mạnh thường quân không thiện cảm với gia đình nữa thì đồng nghĩa với gia đình không được giúp đỡ. Thì cái đó rất là tội nghiệp cho gia đình. Bởi vì chị Hai không có ý gì đâu, tại chị Hai không biết cái từ YouTuber là gì. Nhưng Tuấn Vĩ thấy comment của một số bạn thì không biết là những người bạn đó là fan của ai hay khán giả của ai thì không biết. Rồi kể cả cái em quay đó cũng nói là chị Hai tham lam, thì Tuấn Vĩ cũng xin đính chính là đừng có nên nói như vậy. Mình mục tiêu là đến giúp gia đình, mà nếu không giúp được thì cũng đừng có nên là tạo lên một cái ác cảm để cho mọi người người ta e ngại giúp, hay là người ta tạo cái ác cảm xấu cho người ta, thì cái điều đó là điều không nên. Thì Tuấn Vĩ chỉ nhắc như vậy, và Tuấn Vĩ cũng thấy sao thì nói vậy, và trong lòng mình nghĩ sao thì mình nói vậy, chứ vị cũng không nói xấu gì ai, bởi vì cái điều đó là cái điều rõ ràng và thực tế, là nó có bằng chứng rõ ràng, chứ không phải là Tuấn Vĩ nói thơm nói bớt gì cả. Nên là chúng ta đều mục đích là giúp gia đình, nên là tất cả chúng ta đều với trên tinh thần là xây dựng và giúp đỡ nha quý vị. Một lần nữa thì Tuấn Vĩ không có nhắc lại cái chuyện này nữa, thì Tuấn Vĩ chỉ nói vậy thôi. Ok. Dạ, chào chị. Anh hỏi xong rồi, cái con ngang cửa này có bản photo á, hai thằng con em nó thích anh á, qua chụp chơi, chụp hình với anh. Dạ hả? Hai thằng con em nó chụp hình với anh nha. À, qua bên đó cho... Cửa nè, bên đó có cái bản photo á, à, của em á. À, qua bên đó chụp hình hả? Dạ, hai thằng con em nó đứng chụp hình với anh chơi vậy đó, nó thích anh á. Vậy hả? Rồi, sao không? Mang lạ. Ủa con về con thay áo rồi đó hả? Ừ. Mừng quá cậu lên. À, vậy hả? Mừng má chứ cậu. Ơi để thương không? Cậu đó không? Ôi, thương. Bây giờ sao quý vị? Bây giờ mai nó không muốn hôn cậu, bây giờ sao để khó xử à? Thôi được rồi, để bây giờ vậy ha, cậu ôm con cái ha. Cậu ôm con cái, cậu không phải hôn ha. Không con cái đi. Bởi vì vậy nè, đàn ông á mà hôn phụ nữ đó là hôn đi, hôn rồi, hôn đi, hôn đi. Ôm thôi, cậu ôm con cái. Không, hôn đi. Cậu ôm hai ôm đi. Cậu ôm, cậu hai ôm cái ha, chứ không hôn ha. À thương thương cậu thương. Ngày hôn đi. Cậu hai là hai người hai nha, hả? Cái người mỹ sao vậy? Hai người biển sao hả? Hai người sao vậy? Chết cha. Mai. Mai có nghe Phúc hỏi không, hai người bị làm sao vậy? Hết nổi hả? À vậy, vậy cậu thương, cậu ôm con nha. Cậu ôm con nha. Rồi rồi. Nó nặng. Nó phân bì con á. Nó phân bì thôi. Con mai con cầm cho cậu ôm Phúc một cái. Ờ kêu mẹ con dạ. Con không cầm được. Dạ. Chỉ cầm vậy ha. Ờ, cầm vậy để em ôm thắm cái, à ôm con Phúc cái để tội nghiệp nó ha. Rồi cậu ôm con cái ha. Nhớ cậu lắm. Nhớ cậu lắm. Rồi ngồi đó đi mày. Không có hôn được ha. Dạ dạ dạ. Cậu không có hôn được, hôn người ta cười cho. Cậu ôm rồi con cháu.
trong gia đình nói gì con hiểu không? Dạ hiểu đúng rồi, đúng rồi. Cái ông bậy đừng có đúng nói rồi. Gì, nói bậy ông bạ là không có nghiệp. Cậu nói này, rồi này, rồi này, đó, nhỏ, làm gì? Nhỏ nhỏ cậu nói này. À cái, không có, ý là nói hồi nữa ra cho nói hồi nữa ra, hồi nữa. Kêu á cậu hai nè qua bển chụp hình kỷ niệm hay gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Ý là vậy con. Chị Điệp hả? Ừ. Giờ bây giờ vậy nè, bây giờ vậy. Bây giờ con vô á, con kêu Thắm ra rồi đưa cái chôm chôm đó ra mình ăn chơi. Trái. Mẹ vô lấy nè, kia ăn cho nó mệt đi. Kêu Thắm. Con ngồi xích vô đây. Phúc xích vô đây. Xích vô. Này kéo đúng rồi. Kéo lại nè. Để chị để nhà này cho mà không. Ừ. Đúng rồi. Rồi nhớ đi. Rồi mình ăn chôm chôm ha, ăn chôm chôm chơi. Kêu Thắm ra. Rồi chị ngồi bên đây nè, ngồi bên đây. Chị không chịu thôi, chị để ghế chọn đi. Rồi để lấy cái ghế nữa để cho mình chôm chôm lên. Rồi. Còn Phúc xích qua đây nè con, xích qua đây. Dạ. Rồi lấy ghế ngồi qua. Ngồi đi đây nghe đi. Còn em muốn hỏi chị hai cái này một cái. Em muốn hỏi chị hai một cái này. Rồi. Rồi cho cậu hỏi cái nha, cho cậu hỏi cái ha. Em muốn hỏi chị hai một cái này một cái là mấy lần trước đó có khi là Phúc qua đây chơi đó thì chị hai biểu nó về là chị hai lý do sao mà chị hai lại biểu ông Phúc về? Chị nói em như vậy nè, tại là con Thắm á, cái tánh á, sợ không tốt, bữa nó làm con nợ, đổ nợ rồi, cũng tội nghiệp chị. Dạ. Đó, em cũng phải cảm nha, cái rồi. Chị không phải là cái giống gì. Rồi. Đó, tại rồi. Giúp nó bị bệnh vậy đó, thì cậu cũng thông cảm vậy, rồi. Cái chị cũng không phải nói cái gì. Rồi, thưa chị, là bởi vì như vậy nè, là khi em đăng lên YouTube lên, thì trên cộng đồng có hỏi, nói tại sao Phúc tới chơi mà chị hai lại đuổi Phúc về. Thì vì lý do đó cho nên em hôm nay em thay mặt cho mọi người để em hỏi. Thì Tuấn Vĩ vừa phỏng vấn chị hai đó quý vị. Thì như quý vị biết đó, chị hai không có hẹp hòi gì. Nhưng bởi vì Thắm là người bệnh, rồi đôi khi lỡ là Thắm nó đánh này kia đó quý vị. Lỡ thì Phúc thì nó cũng không được cái tỉnh táo mấy. Rồi lỡ ông Thắm nó đánh, vì lý do đó cho nên là chị hai muốn cho con Phúc về để ở đây, rồi đôi khi lỡ nó đánh rồi mất công. Đúng không chị hai? Như vậy rồi, có đúng không? Rồi. Đó, đó thì có gì đâu, đúng không con? Dạ. À, có đúng vậy không Phúc? Dạ đúng ạ. À, đúng, đó thưa quý vị. Thì hôm nay Tuấn Vĩ hỏi cũng để đỡ quý vị thắc mắc và quý vị đang khúc mắc lý do sao mà chị hai lại không muốn cho Phúc qua nhà mà lại mỗi lần Phúc qua thì chị hai kêu về lại vì lý do đó. Là Thắm nó không được bình tĩnh, rồi đôi khi Thắm với Phúc nó hay đánh nhau đó quý vị. Rồi ok thôi, việc đó vậy là mình giải quyết được cái khúc mắc rồi. Rồi bây giờ anh chôm chôm. Rồi. Nói cái gì hết trơn, tại chị nó biết nó không có được bình thường. Dạ. Nói với vị là cũng không cảm đi cái không phải là chị mà không muốn cho con cháu lên. Dạ. Đó, sợ rồi mai mốt nó có cái gì á, rồi chị không có tiền mà lo con cháu, tội nghiệp. Dạ. Chị cũng không có mần gì được em ơi. Dạ dạ, em biết già, rồi. Già cả rồi chị cũng không có mần cái gì được hết trơn. Cho nên vậy, em á, thật ra thì em không có nói mình tài giỏi gì cả, nhưng mà em biết nhìn người. Dạ. Có nghĩa là chị hai không có tham lam, không có phải như mà một số người là người ta nói là sao mà ích kỷ, cháu nó qua chơi mà không cho ở. Biết nó bệnh nhiều rồi ông ơi, rồi sợ có gì đổ nợ. Dạ dạ rồi, em hiểu rồi. Rồi. À, em cũng là nói với người ta không dám dùm vậy. Dạ, đi. Dạ. Cái chị thì con cháu nào cũng thương hết trơn á. Rồi rồi rồi, giờ ăn chôm chôm đi. Con mấy cái với cậu ha, cậu năm nha, cậu hai ba tư năm nha. Rồi kêu cô hai lại không con á. Ai con hung ai cũng được hết trơn, không có gì hết trơn, đàn ông đàn bà ra cũng vậy. Rồi bây giờ con muốn hung. Con muốn hôn cậu. Thì hồi nãy thì cậu ôm con đó. Dạ, con không có đòi gì á. Cậu hát con bài bản đi, diễn cho con vui đi, hát bài bản gì cũng được. Giờ cậu không cho con được không? Tại con ở đây thì hôn mấy người. Cậu hát cho vui nghe. Chứ đàn ông rồi. Sao con? Em luôn ơi, đã bằng năm thì án rồi. Vì đâu đó mà còn nhớ hay
bên này hát ngược âu lâu nhẹ na ngầu nhớ nhẹ na nã quên đi đá màu nằm nhẹ na nấp nhậu khi hoa đá uống nổi gì đâu mà đá ngỡ nằm mà người nhẹ buồn uống nằm nằm nổi gì Mai gì vậy đứa hát đứa nhảy hả rồi con đứng bên đây cậu quay cho luôn nè chứ bây giờ con đứng nơi cậu quay nơi đó có quay được rồi một đứa hát đứa nhảy kìa à, rồi để cậu coi thử coi rồi rồi hát đi coi coi chị Mai nhảy sao rồi rồi bây giờ được rồi con nín đi để cậu nói một câu coi. Dạ con kể cho hai nghe. À kể nghe. Thôi này nói mà đứng không biết. Ghê vậy để cậu tránh xa xa tốt coi. Tôi không còn nhớ nha nhà. Tôi nắm tôi còn không nữa. Tôi nhớ tôi. Tôi là tôi thằng nóng này biết thằng nào sao? Hả? Mấy người biết chưa? Nếu người biết thì người sẽ nói tôi. Trong nhà của mấy người hả? Không thể nào đâu, không thể em nói. Mày nhờ mấy người đi. Ủa? Tôi sẽ cầu mấy người biết. Tôi bỗng như mấy trò. Mày nhờ mấy trò biết đó. Biết đưa mấy trò. Tôi nhẹ nào mấy đưa mấy trò đâu. Ủa ghê vậy. Để cậu tránh xa xa một chút coi. Đừng đi quánh cậu nha. Không có, không có nào đâu. À con diễn thôi phải không? Con diễn thôi mà. À con diễn thôi phải không? Dạ con diễn thôi mà. À con diễn, ừ. Nói chuyện mà cậu sợ. À mà tuần tới tuần gì vậy? Dạ, bấm mít rồi. Cái gì? Chị Hai nghe gì không? Tuần gì nói lại coi. Ừ, nãy á, nãy ông đi mua đồ cậu á. Ờ, nhưng mà tuần tuần đó tuần gì? Cái tuần mà con mới diễn đó là tuần gì vậy? Con mới diễn hôm qua mà. Hả? Con mới diễn hôm qua rồi. À, diễn hôm qua rồi, nhưng mà tuần đó tên gì? Mà anh Phương á. Không nghe. Anh Phương à mẹ đâu hả? Mẹ ở đâu? Đâu mấy ông phê vậy nè thì mày dẫn không? Nếu mày dẫn thì mày qua đi ông mấy mày mày ông mấy mày mày đi đâu đi nha mày ông nhớ mày dẫn thì thôi mày mấy mày qua đây đi rồi đâu nếu mày bận quá thì đi đi đâu ở đây nha thì nhường mã không có được nha không nhường ngoại bỏ mã không có được thì mày ở đó nhờ đi rồi đâu ở vậy thì đâu nha rồi mày ở đâu rồi mày ở quán quay hả rồi đâu xuống rồi chưa mới ngon. Ủa con nói chuyện với ai vậy? Dạ ông nhận nghệ. Nói chuyện với nghệ hả? Dạ. Ủa thì điện thoại con đâu? Nói hư rồi. Ủa thì con nói điện thoại hư thì nói gì? Nói mấy mẹ điện thoại hư rồi. Con ngửa cái tay ra mà cậu coi, con ngửa tay ra coi có cái gì trong tay không? Ừ, trời ơi trời.
nè, trong cái tay nè cậu hai. Nó điện nó nói nó tưởng tượng hả? Nó tưởng tượng vậy đó cậu hai. Trời ơi, nãy giờ em nghe nó nói rồi em ngồi im ru, em tưởng nó nói chuyện điện thoại. Trời ơi. Ủa thì con tưởng tượng con nói chuyện với bạn con hả? Nhờ điện nó đạt con. À, thì mời uống cà phê hay sao? Mời uống cùng mời. Trời ơi, rồi nó hẹn con ở đâu? Hẹn uống mắng mời á. Để cậu cười một chút. Chết cậu rồi con ơi. Nãy giờ chị biết không? Nãy giờ em tưởng là nói chuyện điện thoại. Em tưởng nó nói chuyện điện thoại rồi em còn đính để cho nó nói. Ai ngờ đâu quay qua bên đây không thấy cái điện thoại đâu hết trơn. Thôi thôi khỏi ngon. Khỏi. Khỏi. Ngồi đây nói chuyện với cậu đi. Chứ khỏi cái vụ trên á. Cái gì đâu. Cậu rồi. Điện thoại rồi mấy cậu đánh cho nghe. Ok, vậy rồi bây giờ cậu hát bài cho hai con nghe rồi cậu về ha. Dạ. À bây giờ thích hát bài vui hay bài buồn nè? Ông hát đi. À. Rồi vậy thì cậu hát bài vui ha. Nay dạ. Vui chứ đừng có buồn nữa ha. Dạ. Buồn nó ảm đạm quá. Dạ. Cậu hát bài 120 ha. 100% nha. 120 chiều nay 100%. 120 chiều nay 100%. Người yêu anh ơi chiều nay đã cắm trại rồi. Nào đâu nào biết tâm tư đời lính. Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau. Với em tâm tình, xin em nhớ cho rằng truyền linh biết trước cuộc đời. Mà dầu linh hay là tình yêu, mãi 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 chỉ yêu và yêu một người. Một người mà thôi và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. 120 chiều nay 100%. 120 chiều nay 100%. Người yêu anh ơi chiều nay đã cắm trại rồi. Nào đâu nào biết tâm từ đời lính. Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau. Với em tâm tình, xin em nhớ cho rằng truyền linh biết trước cuộc đời. Mà dầu linh hay là tình yêu, mãi 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 chỉ yêu và yêu một người. Một người mà thôi và yêu trong đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. 120 chiều nay 100%. 120 chiều nay 100%. Người yêu anh ơi chiều nãy đã cắm trại rồi. Nào đâu nào biết tâm tư đời lính. Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau. Với em tâm tình, xin em nhớ cho rằng truyền linh biết trước cuộc đời. Mà dầu linh hay là tình yêu, mãi 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 chỉ yêu và yêu một người. Một người mà thôi và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em đó. 120 chiều nay 1 năm 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 1 năm
Vui rồi, vui rồi. Thôi cậu về. Bữa khác hát nữa ha. Dạ dạ. À bữa khác nữa. Thế con thuộc bài đó chưa? Chưa, chưa bài nào chưa. Vậy hả? Chưa bài nào chưa. Thì cái bài 100% con thấy làm sao được không? Được rồi, bây giờ được rồi. Vậy hả? Con thuộc không, hát hát lại thử coi. Cậu ngồi đi. À cậu ngồi. Rồi rồi, cậu ngồi. Rồi rồi, cậu ngồi. Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi, giờ là ngồi xuống ha. Ngồi xuống đi. Rồi, ok. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Rồi, ngồi xuống đi. Cái này là gọi là cả nhà yêu. Mày không ca tao nhảy được. Thấy không?
con vái kẹo à, chèo vái con, chú ăn dầu ai lại cầu ba, chú ăn ngon ai lại làm chơi, con le cây nó đinh trong hỏi kẹn, con bìm bẹt khỏi cài đò biết cây ta khỏe. Nói mẹ đang nhảy kìa. Đinh trong dầu cũ cầu, cầu vái kẹo là chèo vái con. Cái gì vậy? Để cậu cười chút coi, con ngồi xuống đây cậu cười chút. Ai ai nhập con vậy Mai? À thấy vui quá hả? À đó, kính thưa quý vị, thì cái này là cái tự động vậy chứ thôi, chứ đâu có phải là ai biểu ai biết gì đâu. Thì thích thì thấy vui trong lòng thì nhảy thôi, phải không chị Hai? Thế con thấy trong lòng sao? Hả? Trong con lòng, trong lòng con thấy sao? Cái gì vui lắm, cái gì á, vui vẻ. Bữa nay cũng như bữa nay cậu Hai xuống là vui quá trời vui. Bữa nay à, cũng cho cậu Hai vui vẻ. À, để vậy cậu đó. Hai không được vui. À, thì tức là tức là làm cho cậu Hai vui á ha. Rồi, trời ơi thấy thương quá. Thôi được rồi, bây giờ là thôi được rồi. Ừ. Mai được rồi con, được rồi. Thôi đừng hát nữa mệt con, cậu hiểu được lòng con rồi, cậu vui rồi. Thôi được rồi. Được rồi mà. Rồi. Cậu nói con nghe nè, à, mẹ với con cứ sợ cậu buồn để làm cho cậu vui, nhưng mà thật sự là cậu khi nào cũng vui, cậu không có buồn, không có gì buồn hết á. Ừ. Bây giờ em hát em hòn nha. Đó. Bây giờ nói ngày mai hát nước liền rồi. 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 Vậy hả? Đó. Cậu Hai chuẩn bị đi sống chỗ khác nữa. Rồi. Cho cậu Hai vui chút. Rồi thì cậu. Trời, làm gì con? Mai đi. Con ơi, để cậu thở anh chú con ơi, cậu thở anh chú con. Tuấn Vĩ xin lỗi nha, Tuấn Vĩ xin lỗi. Bởi vì là nó bất ngờ quá. Cậu thở không nổi con ơi, để cậu thôi, cậu bình tĩnh lại chút xíu, cậu thở không nổi được không? Mà sao con học ai vậy? Con học ai cái điệu đó? Ông biết chữ đó. À con biết chữ hả? Dạ, ông biết chữ đó. Nhưng mà con làm cái điệu hú đó là điệu gì vậy? Bài gì mà ghê vậy? Bài sông núi á. À bài sông núi hả? Bài sông núi á, rồi biết không? À, giờ thì cậu bình tĩnh rồi, cho con làm lại coi. Nói rừng nghe này, nay mùa nào nhím nhỏ, nay em nắng giờ này, nay nặng đang ngươi một bắp thâu. Ừ. Này là người đã, này là người có miệng không, này em nắng giờ đó mà người thấy không. Con ơi thôi được rồi, cậu biết được tài năng của con rồi, con đừng có làm nữa, cậu chịu không nổi rồi con ơi. Ủa, làm gì ngẫu? Con làm vậy cậu chịu không nổi. Thôi bố khác gì hát rồi, cho hát thú thì cậu Hai mệt lắm, cậu Hai chịu không nổi. Trời ơi, con học cái đó, điệu đó của ai vậy, học ở đâu ra vậy? Ừ,
học lâu rồi. Vậy hả? Học lâu rồi hả? Dạ, học lâu rồi. Vậy hả? Giờ mới thể hiện hả? Dạ, cũng mới hiện đó. Vậy hả? Ừ. Ồ, cái miệng tròn xoe à. Ừ. Rồi, được rồi. Cậu biết tài năng của con rồi. Bây giờ hôm nay á, coi như cậu vô chơi vậy là vui rồi. Dạ, bây dạ. giờ cậu còn phải đi công chuyện nữa nha. Dạ, còn dạ, mấy dạ. người ở ngoài này còn chờ cậu nữa thì cậu qua bên đó một chút xíu rồi cậu về nha. Dạ, dạ, dạ. Ừ, vậy ha. Em dạ. chào chị hai nha. Dạ. Ừ, chúc chị hai mau khỏe ha. Dạ. Chào con nha. Ừ. Để để cậu cậu vô cậu chào ông Thắm cái coi. Nay nó mệt rồi, nó nằm trong này rồi nó không có chịu ra gì hết trơn à. Thắm à. Trời. Thắm. Ủa mở mắt hay nhắm mắt vậy? Mắt nhắm hay mở vậy trời? Khổ nhìn cái gì qua. Nói làm bậy ba không à, cậu vô đây là chung vui cái con gì, cái gì con à. Không phải gỗ gầu, cái ổ chín không ngồi ơi, nóng ổ chín phải sợ nóng gì nóng, ai sợ nóng, ngầm xong thì bị nhập. Không có đâu, đâu có ai nhập, con đừng nói tầm bậy. Con đừng nói gì cậu lại đây là lại chung vui mấy mẹ con mình là đừng nói bậy gì bậy. Ừ, đừng nói quỷ nhập, đừng nói vậy không, đừng không tốt vậy, đâu không nha con. Đừng nói vậy hả con ha. Nói thôi vậy đi, đừng có nói vậy nữa bà. Thôi kệ con nghĩ đi nha. À, thật sự mình nói là cái tình trạng của bé Thắm thì cũng khá là nặng nề, nên là nói để mà khắc phục là không phải là một sớm một chiều, không phải là khắc phục một sáng một chiều nữa. Cái đó thật sự Vĩ thì không có nằm trong cái khả năng của Vĩ, nên là những cái gì Vĩ giúp được thì Vĩ giúp, còn những cái vấn đề là ví dụ như là về những cái mặt mà bệnh tình này kia thì Vĩ không có biết, nên là Vĩ không có thể nào Vĩ can thiệp vô được. Thì thôi thì cũng cầu mong cho gia đình là bình an vậy thôi. Cảm ơn cậu hai nhiều lắm. Dạ, chị ha. Để em về chị hai ha. Cậu về nha hai con. Dạ. Ừ, bữa nào gặp lại thì mình hú nữa nha. Dạ, dạ. Ừ, rồi, bye bye. Dạ, dạ. À, rồi, ok. À, đó thưa quý vị, rất là tội nghiệp. Thì hôm nay chúng vị vô là giải quyết được hai cái khúc mắc mà mọi người đang còn thắc mắc. Là đối với chị hai á, nói chưa có YouTuber nào vô. Thì bởi vì do cái từ mà YouTuber là chị hai không biết là YouTuber là cái gì cả. Và điều thứ hai nữa là đôi khi không cho bé Phúc qua chơi, đó là vì lý do là tại ông Thắm nó bệnh tình này kia như vậy đó, cho nên là sợ bị đánh. À, kính thưa quý vị, bây giờ Tuấn Vĩ xin phép quý vị nha, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và Tuấn Vĩ xin chào tạm biệt quý vị.